Sáng ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa vụ án Trịnh Sướng và 38 bị cáo trong đường dây sản xuất mua bán hàng giả ra xét xử sơ thẩm. Trong số 39 người bị xét xử, có 3 bị cáo vắng mặt gồm Lê Châu Phước Hưng, Lê Thị Lý và Nguyễn Lê Minh Hưng. Trong đó, người nhà bị cáo Lê Châu Phước Hưng, 37 tuổi, trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến hội đồng xét xử bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần. Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi giấy xác nhận bệnh nhân Hưng đang điều trị tại đây. Sau khi thảo luận, hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo liên quan đến nhau nên việc vắng của 3 người trên sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Như VTC News đưa tin, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chỉ đạo đã bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích thích rôn, bột màu thành xăng giả. Ngày 28, 29 và 30 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất buôn bán xăng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe ô tô, xe bồn, 5 máy bơm, 50 kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan. Đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng. Nhóm này đã tổ chức pha chế sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng. Ông Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can.